bớp kho thơm nè. Mừng cơm tất niên nha. Ăn anh ha. Cá bớp tự nhiên nên thịt rất chắc và béo và thơm ha. Mình dùng muối để mình rửa nha. Chà muối rửa cho sạch lát cá ha. Cũng sẽ khử bớt cái mùi tanh. Cũng sẽ rửa lại bằng nước sạch nha. Khi chiên cá thì cho ít muối ha. Cho cá vào nè. Thơm bỏ cùi ha. Mình sẽ ướp một ít muối và đường để làm cho thơm dịu vị chua nha. Như vậy thơm sẽ ngon hơn khi kho chung với cá nha. Mùi cá thơm ơi là thơm luôn. Cho thơm vào để mình kho với cá bớp nha. Cho đường và nước mắm vào nè. Và thêm nước ha. Cá kho mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống để thấm gia vị nha. Cá chiên xong nên kho sẽ rất là ngon ha. Cá kho đã xong rồi ha. Bây giờ mình cho tiêu vào cho thơm cá nha. Thơm ngon lắm ha. Phần thơm là ngon nhất luôn đó. Nó đậm đà quá trời luôn. Và hành lá nữa nè. Béo thơm với cá bớp kho thơm nha.